Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự chương trình văn nghệ giả dạ vũ gây quỹ từ thiện mừng lễ kỷ niệm đề thập ngũ chu niên do Hội Thiện Tâm tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 28 tháng 9, năm 2014 tại nhà hàng Harvest Moon 7260 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia với sự góp mặt của nữ ca sĩ Diễm Liên. Mọi chi tiết xin liên lạc Bội Anh 703 404 4093 hay Khánh Trang 571 239 0973.